Vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2022. Xưởng đồng hồ bên em hoàn thiện xong 2 cây đồng hồ. Tứ chỗ vát cột hạt có chiều cao là 2m1. Vâng, 2 cây đồng hồ này là bên em làm bằng chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên 100% của Nam Phi. Cây có tổng chiều cao là 2m1 và bề rộng là 85 phân. Đấy, những cái cây này thì bên em hoàn thiện rất chi là đẹp và khí cảm mọi người nhé. Những cái cây tứ trụ 2m1 nó sẽ thấp hơn 2m3 khoảng độ 20 phân mọi người nhé. Các bạn nhìn thấy cây 2m3 bên trong, tuy là thấp hơn nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, nhỏ hơn và thấp hơn. Thì những cái cây này thì các bác nào mà có khu vực phòng khách nó nhỏ và cũng như là giới hạn chiều cao bề rộng thì chúng ta sẽ mua cây 2m1. 2m1 bên em là kiểu dáng thiết kế cũng y hệt cây 2m3. Em sẽ đi gần hơn chi tiết để các bác nhìn thấy được hai cái cây này. Đây là hai cây là bên em là nắp phụ kiện bằng đồng một cây bên tay trái và một nắp phụ kiện bằng nhôm một cây bên tay phải. Đấy, mặt thì đều là mặt tròn mọi người nhé, mặt tròn và tứ trụ là tứ trụ vát cột có chặt hạt. Cột ở phía trên là cột liền mọi người nhé. Những cái cột này thì bên em làm kích thước dày như là cây 2m3. Cái cột của 2m3 là cây là hai dày 6 phân và cây của 2m1 thì bên em cũng làm dày 6 phân mọi người nhé. Rất chi là dày. Đấy, các bạn nhìn thấy nhé. Mặt tròn là cái mặt được nhiều khách hàng lựa chọn nhất trong năm 2022 này. Đấy, mặt tròn mọi người nhé. Và có đường nét họa tiết hoa văn rất chi là hiện đại này. Trương là trương mặt quỷ ở ngay phía trên đỉnh. Đấy, vòm hình bán nguyệt rất chi là đẹp, đều. Hàng bên em phun chọn vân chọn gỗ phun rất chi là kỹ và đều mò mọi người nhé. Các bạn nhìn thấy hàng này rất chi là đẹp. Hai cây này thì là hai cây bên em đã chọn rất chi là lâu rồi. Khách hàng đặt bên em là khá chi là lâu rồi. Hôm nay em đã hoàn thiện xong. Hàng thì là hàng tuyển vân chọn gỗ rồi. Các bác chọn cây nào cũng được. Hàng bên em sẽ sản xuất theo lô và lắp ráp cũng như là phụ kiện đục máy cũng là đều là đục máy cả. Đấy, rất chi là đều. Các bác chọn cây nào cũng được. Đấy, hàng bên em là 10 cây như một, các bác cứ chọn thoải mái nhá. 10 cây như một. Những cái mẫu này thì hàng đều là hàng liền cả. Hàng liền đây các bác nhìn thấy. Hàng liền, cánh cửa mở ra mở vào, phía bên trong có lắp máy Sunny Hàn Quốc, bảo hành máy 1:1 trong 3 năm. Đấy, hồi là hồi liền mọi người nhá. Đây hồi liền đây. Hồi liền từ trên phía xuống phía dưới bệ cũng là bệ 3 tầng chỉ, giống như cây 2m3. Đấy. Và vân của cổ hương đá thì tuyệt vời, các bác nhìn thấy vân nổi cuồn cuộn luôn. Những cái mẫu này thì là sẽ có đục chạm trổ phần bệ ở dưới sâu và đẹp mọi người nhé. Rất chi là nhiều tầng chỉ. Phía bên này sẽ có một cái cánh cửa mở ra mở vào. Đây em sẽ lắp thêm cái kính ở đây nữa, mọi người có thể mở ra mở vào như thế này, rất chi là tiện lợi. Và chỉnh cái phần quả lắc ở phía bên trong. Đây là các bác có thể nhìn thấy cái phần lắc nhôm nó sẽ lắc nhanh hơn và phần lắc đồng nó sẽ lắc chậm hơn. Và sao phụ kiện bằng đồng nó sẽ to và lặng hơn, phụ kiện bằng nhôm rất chi là nhiều. Quả lắc của nó sẽ đánh chậm hơn so với quả lắc bằng nhôm mọi người nhé. Nhưng máy thì bên trên hai máy để chạy rất chi là chuẩn, gần chuẩn mọi người nhé, không có khác gì nhau cả. Hồi đằng sau lưng thì cũng là hồi bên em làm tuyển chọn là hồi liền mọi người nhé. Hồi liền đây, mọi người nhìn thấy đây, hồi liền từ trên xuống phía dưới rất chi là tuyệt vời. Đây phần phía dưới bên cây bên này cũng tương tự như vậy. Tuyển vân chọn gỗ ngay phần hồi đằng sau lưng này bên em cũng hoàn thiện rất chi là kỹ các bác nhé, rất chi là kỹ chứ không có để trần đâu. Đấy, hàng rất chi là mịn, các bác để nhìn thấy mặt trước thì càng mịn hơn mọi nhá, mặt trước rất chi là mịn. Dạ vâng, đối với dòng đồng hồ cây 2m1 như thế này, các bác lắp phụ kiện bằng đồng bên em đang xuất ra ngoài thị trường giá là 12.500.000, còn nếu mà các bác lựa chọn lắp bằng phụ kiện bằng nhôm giá là 11.500.000, rẻ hơn là 1.000.000 các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay liên hệ với xưởng đồng hồ bên em tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bên em miễn phí vận chuyển bán kính 50 km các bác nhé. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.